Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe lời của Chúa được chép ở trong sách Ezra đoạn bộ câu 1 đến câu 4. Năm thứ nhất dưới triều Siru, vua Ba Tư, Đức Giê-hô-va muốn làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán bởi miệng giê mi nên Ngài thúc giục lòng Siru, vua Ba Tư ra sắc chỉ và công bố trên toàn vương quốc mình rằng. Siru, vua Ba Tư nói, Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các tầng trời đã ban tất cả các vương quốc trên đất cho trọng, và chính Ngài bảo trẫm xây cất cho Ngài một đền thờ tại Jerusalem trong xứ Juda. Trong các ngươi ai thuộc về con dân Ngài, xin Đức Chúa Trời ở cùng người ấy. Hãy lên Jerusalem trong xứ Judah để xây cất đền thờ của Đức giê hô là Đức Chúa Trời của Israel. Ngài vẫn ngự tại Jerusalem. Và dân chúng ở những nơi mà người Judah còn sót lại đang sinh sống phải giúp đỡ họ bằng bạc vàng của cải, súc vật cùng với những lễ vật lạc hiến cho đền thờ của Đức Chúa Trời ở tại Jerusalem. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa đã được tuyên đọc. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một vài điểm quan trọng trong phân đoạn Kinh Thánh vừa nghe để rút ra được những bài học áp dụng cho đời sống chúng ta hôm nay. Phân đoạn Kinh Thánh trong Ezra đoạn 1 câu 1 đến câu 3 tương tự với sự ký thứ nhì đoạn 36 câu 32 đến câu 33 cho chúng ta biết bối cảnh lịch sử của dân Do Thái trước và sau khi bị lưu đày, cùng hoàn cảnh hồi hương của con dân Chúa liên quan đến dòng dõi vua David, chức tế lễ của Aaron và sự thờ phượng Đức Chúa Trời trong đền thánh. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, đầy lòng nhân từ và thành tín trong việc giữ những lời hứa mà Ngài kết ước cùng con dân Ngài trong mọi thời đại. Nhưng bên cạnh đó, Đức Chúa Trời cũng là đấng rất nghiêm túc trong việc ban thưởng phước hạnh dư dật khi con người tuân giữ luật pháp và mạng lệnh Ngài ban, hoặc ngược lại, con người sẽ gánh lấy những hình án khi chối bỏ và không tuân theo giới răng của Đức Chúa Trời ban hành. Nhìn lại lịch sử của tuyển dân Do Thái, ngay từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã dùng môi xe truyền lại cho con dân Chúa lời hứa của Ngài rằng Đức Chúa Trời sẽ ban những phước lành khi họ vâng giữ luật pháp, thờ phượng và phụng sự Đức Chúa Trời. Và một khi dân sự bội ước, xây bỏ Đức Chúa Trời, thì họ sẽ gánh lấy rủa xả, kể cả việc bị ngoại xâm và bắt làm phu tù, lưu đày nơi xứ người. Nhưng dầu trong hoàn cảnh lưu đày khi dân sự trở lại cùng Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đem những phu tù trở về nhóm họp họ từ giữa các dân bởi sự thương xót cả thể của Ngài theo như phục truyền luật lệ ký đoạn 18 đến đoạn 30. Sách Ezra và Nehemi đã ghi lại biến cố sau thời kỳ lưu đày mà dân Israel đã bị Nebuchadnezzar, vua Babylon bắt cả vua lẫn dân sự qua Babylon làm phu tù. Đây là hậu quả xảy ra đúng theo lời Đức Chúa Trời đã tuyên phán khi con dân Chúa đã bội ước thờ phượng thần tượng ngoại bang thay vì Đức Chúa Trời và làm điều ác trước mặt Ngài. Trong câu 1 của đoạn 1, năm thứ nhất đời Siro, đó là nhằm năm 538 trước công nguyên. Vua Siro nước Pha-ra-sơ trị vì từ năm 550 đến 530 trước công nguyên. Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm lời Ngài qua các rắn thiên tri. Thứ nhất, Ngài đã dùng tiên tri Jeremy phán trước về sự suy sụp của đế quốc Babylon bởi tay vua Siru thuộc đế quốc persia mà rằng Khi 70 năm ấy sẽ mãn, ta sẽ phạt vua Babylon và dân người vì cớ tội ác chúng nó. Ta sẽ phạt xứ người canh đê và biến thành một nơi hoang vu đời đời. Jeremy đoạn 25 câu 12 Thứ hai, Đức Chúa Trời cũng dùng tiên tri Jeremy phán trước về sự hồi hương của những người Do Thái sau 70 năm lưu đày bởi tay người canh đê và Đức Rô phán như vậy Khi 70 năm sẽ mãn cho Babylon Ta sẽ thăm viếng các ngươi Sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi Khiến các ngươi trở về đất này Jeremy đoạn 29 câu 10 Và Esai cũng đã phán về vua Siro Và việc tái xây dựng đền thờ mà rằng Nó là người chăn chiên của ta Nó sẽ làm nên mọi sự ta đẹp lòng Lại cũng phán về Jerusalem rằng Nó sẽ được lập lại Và phán về đền thờ rằng Nền ngươi sẽ lập lại Esai đoạn 44 câu 28 Thế nên các lời tiên tri đã thực sự ứng nghiệm vào năm 538 trước công nguyên, khi Đức Chúa Trời cảm động vua Siru ra sắc chỉ và công bố sứ mạng mà Đức Chúa Trời ủy thác cho mình, như trong đoạn 1, câu 2 đến câu 4. Đây không phải là một sự kiện ngẫu nhiên tình cờ xảy ra trong lịch sử dân chúa, nhưng là một chứng cớ của sự tể trị và thành tiến của Đức Chúa Trời khi Ngài thiết lập giao ước cùng Abraham. Đức Silva phán với Abraham, hãy ra khỏi quê hương, bà con thân tộc và nhà cha của con, để đi đến vùng đất ta sẽ chỉ cho con ta sẽ làm cho con thành một dân lớn ta sẽ ban phước cho con làm rạng rỡ danh con và con sẽ thành một nguồn phước ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước con nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa con mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phước sáng thế ký đoạn 12 câu 1 đến câu 3 cũng trong câu 1 ngài cảm động lòng siro cho thấy quyền năng tể trị của đức chúa trời hành động trên con người thần linh của đức chúa trời đã vận hành và bắt phục lòng người làm theo ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự không cần chúng ta nhúng tay vào, nhưng Ngài vui lòng sử dụng con người làm công cụ để thực hiện và hoàn tất chương trình của Ngài. Chính trong trường hợp của biến cố lịch sử này thì Đức Chúa Trời cũng đã dùng bàn tay của vua ngoại bang là vua Siro để hoàn thành ý chỉ của Đức Chúa Trời trên tuyển dân Israel. Thánh Kinh xác nhận cho chúng ta cũng có thể thấy rõ điều này. Lòng của vua ở trong tay Đức Rova khác nào dòng nước chảy. Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn, trong ngôn đoạn 21 câu 1. Một sự kiện lịch sử khác minh chứng cho sự thể trị của Đức Chúa Trời trên lịch sử của con người qua lời tuyên bố của Daniel rằng Ngợi khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm Ngài biết những sự ở trong tối tâm và sự sáng ở với Ngài. Daniel đoạn 2 câu 21 Vua Phaeraser tuyên truyền khắp nơi trong xứ. Đây là phương cách thông tin của những quyết định của vua khi sai phái một sứ giả với chiếu chỉ trong tay đến từng địa phương. Người này thường đến những nơi công cộng như nơi cổng thành, chỗ dân chúng tụ tập để thảo luận những vấn nạn xã hội hay tập hợp mọi người lại một nơi bằng cách thổi kèn. Sau đó mới tuyên đọc chiếu chỉ của nhà vua. Cũng ra sát chỉ, Thường thì bên cạnh việc đọc cho mọi người nghe thì những chiếu chỉ này cũng được viết ra để lưu giữ hồ sơ sau này. Ứng dụng cho chúng ta hôm nay. Thứ nhất, sự thành tiến của Đức Chúa Trời. Bài học hôm nay xác định cho chúng ta sự thành tiến của Đức Chúa Trời cho con dân của Ngài trong mọi thời đại vẫn trường tồn và lời hứa của Ngài vẫn y nguyên, không bị thay đổi theo thời gian và không gian. Mặc dầu hoàn cảnh hay lòng người có đổi thay đi chăng nữa, Ngài vẫn thành tín. Thánh Kinh xác chứng rằng, nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín vì Ngài không thể tự chối mình được. Tìm một thứ nhì đoạn 2 câu 13 Hãy an nghỉ trong sự thành tín của Đức Chúa Trời và nắm giữ lời hứa của Ngài để bước đi cách mạnh mẽ trên con đường theo Chúa và phục vụ Ngài của chúng ta. Vì biết rằng, ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Cả thương đoạn 3 câu 22 đến câu 23. Thứ hai, sự tể trị của Đức Chúa Trời. Nhìn suốt qua lịch sử nhân loại, mọi biến cố xảy ra đều được Đức Chúa Trời cho phép vì Ngài là đấng cầm giữ và kiểm soát mọi việc. Không có bất cứ một sự cố nào xảy ra trên thế giới này mà không qua khỏi sự hiểu biết của Ngài. Sự tể trị của Đức Chúa Trời giúp cho con dân Ngài tìm được sự tin cậy bình an trước mọi nghịch cảnh và dông tố của cuộc đời vì biết được đấng đang nắm giữ tương lai của mình, cho dầu chúng ta dường như không hiểu thấu được lý cớ của nó. Để khi con dân Chúa tin cậy tuyệt đối vào sự tế trị của Đức Chúa Trời trong cuộc đời cá nhân thì sẽ tiến thác trọn vẹn vào sự chăm sóc của Ngài và tìm được sự bình an cùng sự an toàn tuyệt vời mà trần gian này không thể đem lại như lời Ngài đã hứa. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi cho bối rối và đừng sợ hãi. Giang đoạn 14 câu 27. Thứ ba, sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời Ngài là đấng tạo hóa muôn loài vạn vật, trong đó có con loài người. Nhưng Ngài cũng là đấng quan phòng, chăm sóc, giỏi trong con người từng bước. Đức Chúa Trời đã trông và hướng dẫn chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Thứ nhất, bằng lời phán của Ngài trong Kinh Thánh. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Nhờ lời Ngài, chúng ta có thể biết được ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Ngài cho cuộc đời của chúng ta. Cũng như chúng ta biết cách sống thể nào làm vui lòng Ngài. Thứ hai, qua thánh linh của Đức Chúa Trời, là đấng đăng ngự trong lòng của những người tin nhận Chúa cứu thế, đức thánh linh soi sáng cho tin nhân hiểu biết được lời Chúa cáo trách tội lỗi và nhắc lại những lời hứa cùng ban cho năng quyền để con dân Chúa áp dụng và làm theo lời của Ngài. Con người không thể dựa vào lương tâm để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời được, vì lương tâm con người đã bị tội lỗi làm băng hoại và không còn chính xác nữa. Mặc dầu khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người trong tình trạng tốt đẹp, hoàn thiện, hoàn mỹ. Thứ ba, Đức Chúa Trời cũng dùng con người hoặc hoàn cảnh, sự cố xảy ra trong cuộc sống để nhắc nhở và cảnh giác chúng ta những sai phạm, lỗi lầm, ngõ hầu chúng ta ăn năn trở lại cùng Ngài cách trọn thành. Do đó chúng ta cần bén nhạy trước tiếng nói của Chúa Thánh Linh và vâng lời làm theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời cách tuyệt đối không lần lửa hay biện bạch nữa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta áp dụng những điều này vào trong cuộc sống hàng ngày. Amen.